chấp ngăn tù. Xin kính chào quý thính giả của Việt Vision. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, trên các phương tiện truyền thông cũng như các trang mạng xã hội trong và ngoài nước rất là nóng với một cái đề tài, đó là Viện Hàn Lâm Sử học Việt Nam cho ra đời cuốn lịch sử dài 15 tập vừa được báo Tuổi Trẻ phỏng vấn và cũng giới thiệu, đã tạo thành một cái chủ đề rất là xôn xao trên tất cả các phương tiện truyền thông cũng như các trang mạng xã hội trong và ngoài nước. Thật ra trong ở kênh phát sóng của Việt Vision cũng đã có 5-6 bài phát rồi, cũng về đề tài này rồi. Thành thử cho nên thật ra thì bản thân tôi cũng không muốn nói đến vấn đề này, vì đã có nhiều anh chị em đã nói rồi. Nhưng vừa qua tôi có xem một số cái clip của những cái trang ở nước ngoài của những cái thành phần chống đối của đảng nhà nước, thì có những cái có lối nó, những cái luận điệu nó hết sức là vô lối. Thành thư ứ dân hơn nên hôm nay tôi cũng làm cái có cái buổi nói chuyện hôm nay để nói lên cái quan điểm của mình, cũng như để cung cấp thêm một số cái nói lên cái quan điểm của mình để đến với quý thính giả của Việt Vision, để mọi người có thêm những cái chính kiến, cái nhìn nhận về cái luận điệu của những kẻ cơ hội xuyên tạc, cũng như nhìn đúng hơn về cái trước những cái luồng thông tin rất là nhiều về vấn đề bộ sử. Trong cái quyển lịch sử này nó có nói đến vấn đề là xét lại cái triều đình nhà Mạc, rồi nhà Nguyễn, rồi vấn đề Trung Quốc xâm lược Việt Nam, thì tất cả những chủ đề đó đã được báo Tuổi Trẻ cũng đã nói. Nhưng khi tôi xem ở trên các cái đoạn clip của những kẻ chống đối, tôi thấy có những cái luận điệu nó vô cùng là tôi cũng không biết dùng cái từ gì, cái kiểu ăn nói nó trịch thượng mà nó lố lăng, không cảm thấy như những người họ nói mà họ không hề biết ngượng. Chẳng hạn như có những cái kênh thì lại dùng cái từ bảo rằng từ nay chế độ cộng sản không còn gọi là ngụy quân ngụy quyền nữa, nên những kẻ nào mà gọi là chế độ Việt Nam Sài Gòn, Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quân ngụy quyền thì sẽ bị tù mọt gông, hoặc là bốc lịch dài hạn, hoặc là những kẻ mà từ xưa nay gọi ngụy quân ngụy quyền thì từ nay tha hồ mà khóc thét lên. Rồi có những bài thì lại bảo rằng do chế độ cộng sản đã đi con đường sai lầm, đã bị tụt hậu quá nặng, cho nên bây giờ làm như vậy để lấy lòng những bà con Việt kiều ở nước ngoài, để họ họ trút những cái khoản tiền về để tạo ra những cái khoản ngân sách để cứu vãn cái tình thế của đất nước. Rồi thậm chí thì có những người thì bảo rằng xưa nay cộng sản, từ trước đến giờ cộng sản là một cái chế độ độc tài, những chế độ đã đi vào cái sai trái con đường lạc lối, cho nên bây giờ họ đã nhìn nhận lại điều đó là điều hiển nhiên, chứ không có gì là phải không có gì để gọi là đáng hoan nghênh. Thật ra tất cả những cái phát biểu và tất cả những cái lời nói đó, tôi cảm thấy những hình như những người họ nói mà họ không hề có suy nghĩ, họ chỉ có thích nói là họ cứ nói thôi. Cái vấn đề ngụy quân ngụy quyền nó có thật hay không thì chút nữa ở đoạn sau tôi sẽ phân tích thêm, và hoặc là những bài trước những anh chị nói trước cũng đã nói rồi,
Rồi, nhưng tôi sẽ phân tích thêm. Rồi còn vấn đề bảo rằng đảng và nhà nước, chính quyền Việt Nam đã sai lầm, thì có sai lầm hay không thì nhân dân Việt Nam, những người 90 triệu, hơn 90 triệu dân trong nước, họ sống từ khi có cái chính quyền cách mạng của đảng, của nhà nước, thì người ta sẽ nhận thấy được điều đó. Và không, chứ còn những cái luận điệu của những kẻ có tự biên tự diễn thì cũng chẳng có lấy gì để làm có thể thay đổi được cái suy nghĩ của những của những cái con người, cho những người dân trong nước. Còn những bảo rằng là chế độ cộng sản làm như vậy cũng chỉ để lấy lòng, do tụt hậu kinh tế quá nặng, để lấy lòng những bà con Việt kiều ở nước ngoài, để đưa ngân sách, trút thêm cái nguồn ngoại tệ về để tăng ngân sách, để cứu vãn tình thế. Xin thưa, nếu nó đối với những bà con Việt kiều sống ở nước ngoài mà có tấm lòng hướng về quê hương đất nước, thì đó là một điều vô cùng đáng quý, bởi vì những người Việt chúng ta dù sống ở đâu thì cũng vẫn là người Việt, cũng vẫn là đồng bào, cũng là con cháu vua Hùng. Nhưng đáng tiếc những kẻ mà cứ luôn có cái tâm địa thù địch và chống phá, thì cứ nghĩ rằng những đồng tiền ngoại tệ trút về trong nước đó để cứu vãn được đất nước. Xin thưa, từ những ngày đầu tiên khó khăn, đất nước này, nhân dân này và đảng cũng đã từng bước khắc phục, chứ không phải chỉ ngồi chờ những đồng tiền đó. Và hơn 90 triệu dân trong nước cũng không chờ, không có, đâu có ngồi mà trông chờ, trông mong một nhóm người ở nước ngoài để mà có thể cứu được những người dân này. Cho nên những cái lời nói nó nghe nó trịch thượng, nó ngớ ngẩn, nó làm như vậy cứ như là những kẻ mất hồn, giật mình mà nói, chứ còn chẳng biết mình nói cái gì. Họ họ nghe được cái chữ từ nay bỏ cái chữ ngụy quân ngụy quyền, họ cứ nhảy đứng lên, cứ mừng hoảng hốt lên, cứ như thể là chó tát nhầm ruồi, cứ thế là cứ tự 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 tung tự đại, tự cho mình là chánh nghĩa, tự cho mình là mình là đúng rồi. Nhưng sự thật, tất cả những cái, nếu quả chăng cái vấn đề mà bỏ chữ ngụy quân ngụy quyền chẳng qua đó là một cái chính sách của, nếu như tôi đây là tôi nói chữ nếu, nếu như có như vậy thì cũng chẳng qua là một cái chính sách muốn khép lại quá khứ để hòa hợp dân tộc, chứ không phải là chứ không phải là để khép lại cái quá khứ, mà để chôn vùi lịch sử. Lịch sử thì nó vẫn cứ còn đó, chẳng qua chỉ được khép lại mà thôi, chứ không phải là nó được chôn vùi lịch sử. Mà đừng có nói rằng đó là cái vấn đề sai nên bây giờ phải sửa. Xin thưa, không có sai hay không thì tất cả 90 triệu dân ở trên trong đất nước và những người có công tâm, họ sẽ nhìn thấy điều đó. Cho nên những cái kẻ mà cứ núp bóng chờ thời, những cái kẻ mà cứ lúc nào cũng chờ chực hờ thời cơ để có những cái điều gì đó, để cơ hội để mà luận điệu, để mà xuyên tạc, để mà nói những cái lời nói nó ngông cuồng, thì thật ra đó là những kẻ nó như là cái đầu của họ nó chỉ toàn chứa những cái sự hận thù, chứ nó không có cái tình yêu thương, hay là họ cũng chẳng có một cái tâm, một cái tâm hồn chánh nghĩa, một cái tâm trong sáng đâu. Còn cái vấn đề việc còn cái chuyển sang cái vấn đề mà cái chính quyền Sài Gòn ngày xưa họ có chính nghĩa hay không, thì bây giờ tôi xin có đưa ra một vài cái quan điểm theo cái cách nghĩ của tôi như vậy. Nếu nói về cái chính quyền Sài Gòn thì chúng ta phải đi vào lịch sử một tí, đi sâu sâu vào từng lịch sử một tí xíu. Chúng ta có thể bắt đầu từ từ năm 1945, khi chính quyền cách mạng tháng 8 thành công. Thì Vua Bảo Đại là người đã trao lại ấn kiếm để tượng trưng cho cái quân quyền của chế độ nhà Nguyễn cho chính quyền cách mạng của Việt Minh. Ở đây thì tôi xin nói thêm một tí xíu về ông Bảo Đại một tí. Ông Bảo Đại tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, ông sinh năm 1913, ông lên ngôi năm 1926 lấy niên hiệu là Bảo Đại. Nhưng
Ngày 25 tháng 8 năm 45, tại cái lầu Kiến Trung ngọ môn Huế, ông đã chính thức tuyên bố thoái vị và trao lại ấn kiếm, là đại diện cho, tượng trưng cho cái quân quyền của cái vương quyền của triều đình nhà Nguyễn, lại cho chính quyền cách mạng Việt Minh do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, và đại diện cho chính quyền dân chủ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đó là ông Trần Huy Liệu, là người đã đại diện đã vào Huế, đã chứng kiến cái buổi lễ thoái vị và cũng như nhận lại cái ấn kiếm từ của vua Bảo Đại. Và từ đó thì ông Bảo Đại trở thành một người dân bình thường với cái tên là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, như bao nhiêu như người công dân khác. Và ông cũng đã tuyên bố từ nay ông sẽ cảm thấy rất là vinh dự để trở thành một người công dân của một nước tự do, còn hơn làm vua của một nước nô lệ. Điều đó để chứng tỏ rằng chính quyền Việt Minh là một chính quyền chính đáng và đã được ông Bảo Đại tin tưởng và đã giao lại cái vương quyền cho cái chế độ của cái nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Điều đó thì để chứng minh rằng là Việt Nam Cộng hòa là một cái quốc gia chính nghĩa từ người dân, và khi cái chế độ nhà Nguyễn có không còn nữa thì nó vẫn là được chính nghĩa, chứ không phải là một sự cướp bóc chính quyền. Nhưng có một điều thì đến năm 19 có một điều thì năm 1949 là ông lại quay trở lại hợp tác với Pháp, ông Bảo Đại quay trở lại hợp tác với Pháp. Rồi cho đến năm 1954 khi Hiệp định Geneva được ký kết thì đất nước chúng ta bị tạm thời chia cắt tại vị tuyến 17. Cái miền Nam Việt Nam thì cũng do ông Bảo Đại làm quốc trưởng, mà dưới cái sự chỉ đạo cũng như là bảo trợ của người Pháp. Như vậy là ông Bảo Đại cũng một lần thứ hai nữa cũng lên nắm nắm cái coi cái xem như là được nắm cái quyền ở miền Nam Việt Nam, nhưng mà cũng chỉ là hư danh thôi, chứ cũng vẫn còn tất cả mọi quyền hành cũng vẫn đều do Pháp bảo trợ. Và cũng chính ông Bảo Đại là người đã mời ông Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng. Và đến đây thì tôi xin nói thêm một tí về ông Ngô Đình Diệm. Riêng ông bản thân ông Ngô Đình Diệm là một người sinh trưởng trong một gia đình công giáo, và ông đã cũng từng làm việc ở trong cái triều đình nhà Nguyễn, rồi ông đã cũng từng theo Pháp, rồi cũng từng theo Nhật, mãi cho đến khi đến năm 1950 thì năm 1945 thì khi mà đất nước bị chia cắt thì ông tạm thời chia cắt thì ông cũng đã bị thất sủng, bởi vì ông theo Pháp không xong, theo Nhật cũng không không thành, bởi thế cho nên ông trở thành một cái kẻ thất sủng, trở về như anh như một anh hùng thất trận rồi trở về vườn. Ông sống với một cái như một người lầm lũi, như một người dân lao động. Ông có một người anh trai là ông giám mục Ngô Đình Thục, nhưng ông giám mục Ngô Đình Thục không à không nỡ nhìn thấy em mình như vậy, nhưng với bản chất là một người có đầy danh vọng và tham danh vọng như ông Ngô Đình Thục, nên ông Ngô Đình Thục phải nghĩ ra những cái kế sách để mà lèo lái cái cho em mình vào một cái con đường chính trị mới trong theo cái tham vọng. Bởi thế cho nên vào khoảng giữa tháng vào khoảng giữa năm 1950 thì ông Ngô Đình Thục cùng với ông Ngô Đình Diệm đã sang tòa thánh Vatican để dự năm thánh, và tại đây ông đã vận động Vatican giúp đỡ về tình hình, vì ông cho rằng gia đình ông là một gia đình có truyền thống công giáo, và cũng đã từng tham gia vào
chính quyền của người Pháp để chống lại cái chế độ Việt Minh. Và cũng từ đây Vatican đã làm hậu thuẫn cho ông sang Mỹ, và chính Vatican đã mở lối cho ông Diệm sang Mỹ để gặp được ông Hồng Y Eplan-Man. Và tại đây ông Hồng Y Eplan-Man đã giúp đỡ cho ông Diệm rất là nhiều, và tức ông là người tích cực giúp cho ông Diệm gặp được những cái chính khách tại Hoa Kỳ. Và chính vì vậy cho nên ông Diệm mới có được cái tiếng nói, bởi vì mà với người Mỹ trong cái tình thế lúc này thì đã họ cũng đang rất cần một cái người trung trung một cái người trung có cái tính trung lập, có nghĩa là cũng không bị lệ thuộc người Mỹ, cũng không thể lệ thuộc người Nhật, và cũng không có thân cận gì với dính líu gì tới Việt Minh. Bởi thế cho nên họ nhìn nhận ông Diệm là một cái con bài rất là sáng giá, và họ cũng đang rất cần những con người như ông Diệm. Bởi thế cho nên để dựng nên một cái chế độ để chặn ngăn chặn cái làn sóng đỏ đang cuồn cuộn dâng lên tại khu vực Đông Á. Bởi thế cho nên nhờ như vậy mà ông Diệm mới được chính quyền Mỹ nhìn và cân nhắc, và họ đã tạo áp lực với ông Bảo Đại. Cho nên ông Bảo Đại đã mời ông Diệm về nước và giữ cái vai trò làm thủ tướng. Như vậy điều này để chúng ta nhìn thấy rằng cái từ ngay những cái bước đầu là ngay cả bản thân ông Bảo Đại cũng đã không còn một cái chức quyền gì hết, cũng chỉ là một người công dân rồi chạy theo Pháp để làm một cái quốc trưởng bù nhìn, rồi cũng bị cái sự áp lực từ phía người Mỹ mà phải mời ông Diệm trở về. Như vậy chứng tỏ rằng cái chính quyền của ông Diệm cũng như ông Bảo Đại là một chính quyền hoàn toàn không có chính nghĩa, và cũng chỉ bị áp lực, và cũng chỉ là hoặc là cũng chỉ là một cái sự bảo bọc từ ngoại bang, từ cái thế lực của người Pháp, người Mỹ. Nhưng thực tế thì người Pháp nhưng thực tế thì người Mỹ thì cũng không thích dính líu gì tới thích gì ông Bảo Đại, bởi vì ông Bảo Đại thì lại thân Pháp. Bởi thế cho nên họ đã lập ra nhiều cái kế sách để cho ông Diệm trút phế ông Bảo Đại, và điều đó đã thành công. Vào cỡ tháng 10 năm 1955 thì ông Ngô Đình Diệm đã trút phế được Bảo Đại và đã lập nên cái nước Việt Nam Cộng Hòa, và ông lên làm tổng thống, và chính Mỹ là cái quốc gia đầu tiên công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia, bởi vì đây là cái quốc gia mà họ họ đang dựng lên thì họ phải công nhận đầu tiên thôi. Như vậy rõ ràng là ông Diệm có lập cái nước Việt Nam Cộng Hòa thì cũng do Mỹ dựng lên, và họ đã tài trợ hết tất cả từ khí tài khí lực cho ông Diệm. Như vậy thì cái chính quyền của ông Ngô Diệm đến lúc này chúng ta có thể khẳng định rằng nó là một ngụy chính quyền, một chính quyền không chỉ có cái danh chứ không có cái chánh nghĩa, bởi vì cái tất cả nó chỉ nằm trong cái sự sắp đặt của người Mỹ hoàn toàn. Và chính bản thân của ông Diệm cũng có thể nói rằng đã công nhận điều đó. Bởi vì ngày 13 tháng 5 năm 1950 đại năm 1957 thì ông Diệm có một cái chuyến công du sang Mỹ, và ông cũng đã tuyên bố rằng thế giới tự do kéo dài sang tận vĩ tuyến 17. Thế giới tự do ở đây ông ta muốn ám chỉ về nước Mỹ, vì ông cho rằng nước Mỹ là một cái thế giới tự do. Thành thử cho nên là ông nói thế giới tự do kéo dài đến tận vĩ tuyến 17, chứng tỏ rằng là ông nói nước Việt Nam cũng chỉ là một cái quốc gia nhỏ của người Mỹ. Như vậy rõ ràng rằng cái chính quyền của cái và gọi là cái nước Việt Nam Cộng Hòa cũng chỉ là một cái hảo danh mà thôi, bởi vì cái
quốc gia của nước của cái quốc gia cái quốc gia của thế giới tự do nó kéo dài tới vĩ tuyến 17. Bởi thế cho nên thì cái nước cái gọi là cái nước Việt Nam Cộng Hòa nó cũng chỉ là một cái hảo danh chứ nó đâu có chứng danh đâu. Đấy. Mà ngay cả cái đời đệ nhị Cộng Hòa của ông Nguyễn Văn Thiệu thì ông Nguyễn Văn Thiệu cũng vẫn tuyên bố như vậy. Ông vẫn nói rằng nếu như người Mỹ mà cắt viện trợ thì không phải một ngày, một năm, một tháng, một năm mà chỉ 3 giờ thì chúng tôi sẽ rút ra khỏi dinh độc lập. Điều đó chứng tỏ rằng cái chính quyền của cái chế độ và cũng như cái chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa là chính quyền ngụy hoàn toàn. Và ngay cả cái quân lực quân đội tuy rằng trong nội các nó có đầy đủ nhưng tất cả mọi cái đều phải nằm dưới sự chỉ đạo của cố vấn Mỹ. Như vậy thì không phải là ngụy danh là cái gì, không phải là ngụy quyền là cái gì. Cho nên vấn đề có cái nước gọi là nước Việt Nam Cộng Hòa đó nó có ngụy ngụy quân ngụy quyền hay không thì chúng ta cứ nhìn lại cái góc độ lịch sử rồi công tư mà nhận xét nó có ngụy quân ngụy quyền hay không. Cho nên cái vấn đề lịch sử ngày nay mà nói là không không dùng chữ ngụy quân ngụy quyền thì có chăng cũng chỉ là muốn khép lại quá khứ thôi, chứ còn lịch sử thì nó vẫn còn ở y nguyên đó, khép lại quá khứ chứ không phải là chôn vùi lịch sử. Cho nên những kẻ mà cứ hí hửng cũng thôi bớt mấy cái trò hí hửng đó đi. Còn ở một cái góc độ khác nói về cái nó ở một cái góc độ khác để chứng minh rằng cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quân ngụy quyền thì điều này để chứng minh rất là rõ ngay cả trong cái lời kêu gọi một cái của Bác Hồ trong cái bài thơ chúc Tết cũng đã có nói rằng là đánh cho Mỹ quốc đánh cho ngụy nhào tiến lên chiến sĩ đồng bào đấy thành thử cho nên đây cũng như xem như một cái lời hiệu triệu của Bác Hồ và chính Bác Hồ cũng đã khẳng định được điều đó là cái chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quân ngụy quyền. Nếu như ngày hôm nay bảo rằng cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa không phải là chính quyền ngụy quân ngụy quyền thì rõ ràng những người nào khẳng định điều đó và ngay cả cái viện sử học Việt Nam nếu quả thật như ông Trần Đức Cường cũng như ông Phan Huy Lê cùng những người cộng sự mà khẳng định điều đó là cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là chính danh không phải là ngụy quân ngụy quyền thì chính các ông là người đã khẳng định rằng Bác Hồ là người nói sai và tất cả những người dân ở trong cái mặt trận giải phóng miền Nam mặt trận giải phóng miền Nam cũng như tất cả những cái người bộ đội Bắc Việt vào Nam là những người đi xâm lược chứ không phải là đi giải phóng đất nước. Bởi vì ông đã nếu như các ông đã khẳng định lời như vậy thì lời Bác Hồ là sai, lời hiệu triệu của Bác Hồ là sai. Nếu lời hiệu triệu Bác Hồ sai thì những người đứng lên vượt vĩ tuyến 17 những người bộ đội Bắc Việt là hành động đi xâm lược. Tôi nói như vậy có đúng không? Hỏi như ông Trần Đức Cường, ông Phan Huy Lê cùng những nhà cộng sự của ông và chứng tỏ rằng những cái người mà trong cái phong trào mặt trận giải phóng miền Nam là những người đã đi là những người mà gọi là mới đã lạc đường lạc lối. Thưa ông có phải như vậy hay không? Cho nên cái vấn đề này các ông không thể được trí trá lịch sử, không được lật lại lịch sử. Các ông là những người viết sử chứ không phải là những người đi lật lịch sử, lật ngược lịch sử trở lại. Chúng ta có thể không dùng chữ ngụy quân ngụy quyền là bởi vì chúng ta muốn khép lại quá khứ chứ không phải là để chôn vùi lịch sử. Cho nên những hành động của những người nào mà muốn chôn vùi lịch sử dùng cái trí tuệ của mình, dùng cái kiến thức của mình để muốn vùi lấp lịch sử để che đậy sự thật thì tất cả những người đó đều là những người ngụy sử, những kẻ sử biền chứ không phải là những nhà sử học chân chính. Ngay cả một nhà sử học rất là lỗi lạc, rất là nổi tiếng của Trung Quốc khi đối diện trước cái chết thì đó là ông Tư Mã Thiên, nhà sử học Tư Mã Thiên thì Tư Mã Thiên cũng vẫn nói rằng là thưa bệ hạ có thể giết thần nhưng lịch sử thì không thể nói sai. Đấy, trước cái chết như ông Tư Mã Thiên vẫn dám nói lên một cái lời sự thật như vậy để tôn trọng lịch sử. Vậy hội sử học Việt Nam của ông Phan Huy Lê, ông Trần Đức Cường
bị áp lực nào mà phải có mà lại có cái tâm địa muốn vùi lịch sử, muốn che đậy sự thật. Đây là việc làm, đây là một cái việc làm không phải của những nhà sử học chân chính, mà cũng chỉ là những kẻ sử biền, những kẻ lật sử, muốn lật ngược lịch sử trở lại. Và cho nên tôi qua cái bài nói chuyện hôm nay, tôi cũng rất mong các cơ quan chức năng của nhà nước, những cái cơ quan có thẩm quyền phải nhìn nhận lại vấn đề này, phải chỉnh sửa bộ sử lại cho nó đúng sự thật và đúng với lịch sử, đúng với cái nguyện vọng của người dân, để cho cái sau này, dù cho có đến 100 năm sau đi chăng nữa, thì hoặc là vài trăm năm sau đi chăng nữa, thì lịch sử vẫn là lịch sử, vẫn là một sự thật không thể bị bóp méo. Còn vấn đề của triều Nguyễn, triều Mạc thì bởi vì trong cái lịch sử, cái quyển sử này thì cũng chưa mấy ai được đọc, cho nên gọi là thực chất bên trong cũng không cũng ít ai biết trong bên trong nội dung nó đã được nói như thế nào. Nhưng có một điều là ông Trần Đức Cường có trả lời trong cái bài phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ, ông có nói là lịch sử là cần phải khách quan và sự thật. Nên tôi không biết là trong cái phần mà ông viết về triều đình nhà Nguyễn, ông có đã khách quan đến cỡ nào thì tôi không biết. Nhưng ở đây tôi chỉ đưa ra một vài dẫn chứng rằng từ trước đến nay hầu như mọi người đi, và trong các cái quyển sử, từ sử ở sách phổ thông cũng vậy, hầu như nói đến triều đình nhà Nguyễn thì phần lớn nói đến các cái vị vua gọi là bù nhìn hoặc là kết tội cho triều đình nhà Nguyễn là nhu nhược, đã để cho thực dân Pháp nhường đất cho thực dân Pháp để là đẩy đất nước đi vào cái con đường nô lệ gần cả 100 năm. Nhưng ít có ai có thể nghĩ rằng trong cái vấn đề của triều đình nhà Nguyễn có thể cắt đất hoặc là ký các cái hiệp ước đó, nguyên nhân nó từ đâu. Vấn đề không thể chối cãi được rằng cái triều đình nhà Nguyễn đã rơi vào cái tình thế vô cùng bức bách, bởi vì giặc bên ngoài và giặc bên trong, ngay trong nội triều đình đã có những cái người những cái người nội ứng, mà những cái tất cả những kẻ nội ứng đó hầu như là người của Vatican, là của Công giáo, và họ có mặt trong triều đình. Mục đích chính của họ là để giám sát tất cả những cái hoạt động của triều đình nhà Nguyễn. Cho nên tất cả những cái hoạt động của triều đình, của cái viện cơ mật của triều Nguyễn đều bị họ báo lại cho người Pháp. Cho nên tất cả những cái hoạt động gì của triều đình đều bị thất bại. Bởi thế cho nên nó mới dẫn đến các cái hiệp định của nhà Nguyễn. Chúng ta cứ luôn kết tội nhà Nguyễn nhưng không có một cái tài liệu sử nào. Từ trước đến giờ tôi thấy chưa thấy có bất cứ một tài liệu sử nào đã dám nói lên cái sự thật đó. Ngay từ cái thời sơ khai, từ năm 1553, từ khi những cái hội thừa sai Công giáo đầu tiên đặt chân đến Việt Nam để truyền giáo, thì tất cả những cái nhà thừa sai Công giáo là những cái bước chân đầu tiên để nối, là những cái viên gạch để nối, để mở đường cho những thực dân xâm lược. Nhưng khi nói đến tội ác và cái tội của thực dân thì chúng ta có nhắc đến, nhưng không có ai nhắc đến cái vấn đề tiếp tay, là một cái cánh tay đắc lực cho thực dân, đó là Vatican, nhưng cũng không thấy đề cập đến. Đấy. Triều đình nhà Nguyễn có trở nên bị thất bại, có bị có những cái đối sách nó không yếu kém, thì cũng chính do những cái vị giáo sĩ, những người Công giáo nằm trong trong nội nằm trong cái nội bộ, và họ đã cũng chỉ vì một cái mục đích hướng dẫn của từ cái giáo hội thừa sai của Vatican, cho nên mới 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 xảy ra đến những cái sự việc nông nổi như vậy. Cho nên như cái cuộc khởi nghĩa Ba Đình này, cuộc khởi nghĩa Ba Đình của anh hùng Đinh Công Tráng bị thất bại cũng do chính ông Linh Mục Trần Lục và đã dẫn 5.000 giáo dân đi theo cái con đường bí mật mà chỉ có người Việt mới biết,
để mở lối cho thực dân cho Pháp tấn công vào Chuẩn Lý Ba Đình, rồi là như là cái cuộc khởi nghĩa của Hoàng Hoa Thám, hoặc là các cái cuộc khởi nghĩa của những vị văn thân yêu nước, tất cả đều bị thất bại. Hầu như tất cả những cái cuộc khởi nghĩa đó đều bị thất bại, phần lớn đều do có sự nhúng tay của những cái người của hội thừa sai công giáo hết. Nhưng lịch sử cũng chưa bao giờ dám, không biết vì một lý do gì, nhưng lịch sử chưa bao giờ nhắc đến tội của Vatican. Như vậy thì có đã khách quan chưa? Nhưng mà đúng như lời của ông Trần Đức Cường bảo rằng là lịch sử thì phải khách quan và sự thật. Như chiếu theo những điều đó thì đã thực sự khách quan chưa? Chúng ta luôn kết tội cho triều nhà Nguyễn, nhưng hoặc là các triều đình khác, các triều đại khác, nhưng chưa bao giờ dám nói đến tội ác của Vatican và những cái giáo dân đã làm nội ứng từ bên trong để dẫn giặc vào nhà thì chưa bao giờ nói đến, chỉ kể tội của thực dân nhưng không kể tội của những người làm cái cánh tay đắc lực, đó chính là giáo hội công giáo, hội thừa sai công giáo và những giáo dân nằm vùng, những kiêu binh để dẫn đường cho thực dân, thì như hầu như lịch sử vẫn im lặng. Điều đó xin hỏi cái các cái vị ở trong cái hội hội đồng sử học đó, đã thực sự đã là khách quan chưa? Đã nói đúng sự thật hay chưa? Trong khi đó cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là cái chính quyền ngụy quân, ngụy quyền rõ ràng, thì các vị cố tình lấp liếm để che đậy nó. Còn cái vấn đề Trung Quốc thì nếu nếu như thật sự mà nói lịch sử mà bây giờ mạnh dạn nói lên cái Trung Quốc làm thì vấn đề Trung Quốc xâm lược Việt Nam thì tất cả, hầu như tất cả người dân trên người dân Việt trong nước và ngoài nước không ai phản đối điều đó. Chúng ta đều khẳng định rằng từ xưa đến nay người Trung Quốc luôn có âm mưu xâm lược Việt Nam. Chỉ tính riêng từ năm 1945 khi chính quyền cách mạng Việt Minh làm chủ đất nước thôi, và cho đến ngày 30 tháng 4 khi đất nước giải phóng hoàn toàn cho đến ngày hôm nay, thì chúng ta có thể kể rằng là Trung Quốc đã có rất nhiều lần đã ngang nhiên đã bành trướng xâm lược Việt Nam. Như năm 1956 là họ đã khơi mào tấn công vào Hoàng Sa rồi. Rồi đến năm 1974 họ đã tấn công và đã chiếm luôn cả Hoàng Sa. Rồi đến năm 1979 họ đã nổ súng lại, đã đánh vào 6 tỉnh miền Bắc. Rồi đến năm 1988 là họ đã tấn công vào Trường Sa. Đó. Rồi năm 2011, 2013 gì đó họ lại cắt đứt dây viễn thông. Đấy. Rồi năm 2014 họ đã đưa cái giàn khoan 981 vào trong cái lãnh địa lãnh hải thuộc cái hải phận của Việt Nam. Cho nên lịch sử, nếu như lịch sử ghi tất cả những cái điều này ra để cho tất cả người dân Việt Nam cũng như những cái thế hệ trẻ sau này là học sinh thì phải đều biết rằng chúng ta phải khẳng định rằng người Trung Quốc là có dã tâm xâm lược Việt Nam từ xưa đến nay, điều đó không thể chối cãi được. Chúng ta sống bên cạnh một Trung Quốc, Trung Quốc luôn lấy cái khẩu hiệu rằng 4 tốt 16 chữ vàng, nhưng đó là chỉ là một cái trò vải thưa che mắt thánh. Người Trung Quốc luôn có dã tâm, luôn luôn có cái mưu đồ xâm lược Việt Nam. Điều đó là những cái bằng chứng chúng ta rất là rõ ràng, không thể nào chối cãi được. Nếu như lịch sử đã nêu ra được những điều đó, đó là một điều rất hoan nghênh. Và để kết thúc bài nói chuyện hôm nay, tôi cũng rất mong các nhà sử học cũng như các cơ quan chính quyền của nhà nước, những cái cơ quan có chức năng phải sớm đem vấn đề của quyển sử này ra bàn bạc và chỉnh sửa một cách kịp thời, và để cho trả lại cái sự thật của lịch sử nó đúng với sự thật của nó, và để cho những cái kẻ cơ hội nằm bên ngoài luôn tìm cách chống phá, chúng nó không có cái cơ hội để mà chống phá.
Đó là một cái nguyện vọng, một cái tâm huyết của tất cả những người dân, những người người dân trên nước, trong và ngoài nước, có tâm huyết, có cái lòng nhiệt huyết yêu nước, đều có mong muốn như vậy, muốn đất nước chúng ta có một cái quyển sử nó thật là đúng sự thật, và nó hết sức là đúng như cái lời của ông Trần Đức Cường nói, nó phải hết sức là nó phải hết sức là sự thật và đúng nghĩa của nó. Rồi tôi xin dừng bài nói chuyện hôm nay tại đây và xin kính chào quý khán giả.